hàng mới nữa anh chị. Đây là em Y10 số sàn bản đủ 2022, lăn bánh được 24.000 cây. Xe này thì mới và rin lắm luôn anh chị nha. 315 triệu, để cho anh chị 301. 301 rồi, chốt cho anh chị 301 nha. Xe 2022 mà lăn bánh mới có 24.000 cây anh chị. Mẫu mới rồi, bản full nha. Số sàn bản đủ. Mới và rin lắm anh chị ạ. 31513. Bản phiên bản hatchback nha, động cơ là 1.2, 4 máy, 5 chỗ ngồi. Xe này thì có thắng ABS đầy đủ anh chị, mâm đúc đẹp luôn. Anh chị thấy đẹp không? Khóa đời startup, màn hình cam gia đầy đủ. Bản này bản đủ nên nó có option đầy đủ anh chị, mở cửa một chạm nè. Màu là màu đỏ đô nha. Lăn bánh có 24.000 cây thôi. Nếu mà ai mà tín đồ của số sàn thì chốt con xe này miễn bàn khỏi chơi. Xe cực kỳ đẹp và chất lượng anh chị, 24.000 cây. Anh chị thấy không? Vỏ lốp theo xe cả 5 cái nha. Xe đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị coi phần nội thất nè. Nội thất này thì ghế nỉ á, ghế nỉ màu đen và chọn cái chỉ viền màu đỏ, nhìn nó rất là nổi tông ha, đẹp lắm anh chị. Phím bấm tích hợp nè, full lịch sử bảo dưỡng hãng đều nè, không có bỏ đợt nào hết nha. Trần nỉ nguyên rin, chất xe ưng ý, 24.000 cây anh chị. Gập gương, kính bấm, tất cả là điện auto hết nha. 310 triệu đó anh chị. Anh chị biết xe này mua mới cũng 400 mấy ha. Bản full mà, không có bỏ đợt nào hết anh chị ơi. Xe này bảo dưỡng đều, full lịch sử. Mẫu mới anh chị. Em này là sản xuất 2021 anh chị ơi, chứ không phải 22. Sản xuất 21, lăn bánh 22. Nãy coi giấy là 22. Sản xuất 21, lăn bánh 22, mẫu mới 24.000 cây. Còn bảo hành hãng hình như Hyundai bảo hành hãng 5 năm. 22 thì bảo hành tới 27. Cái mẫu mới thì nó có cửa gió hàng ghế sau nè anh chị. Ghế nỉ nè, chỉ đỏ nè, ghế đen chỉ đỏ, tắp lô tắp bi mới tinh nè, keo chỉ riêng hết. Chất xe miễn bàn. Xe ưng ý nha anh chị nha. Xe cua nè, rin nguyên luôn anh chị, chưa sử dụng luôn, bánh xe cua là chưa hạ, chưa chạm đất. Xe này thì không có gì để tả và không có gì để điểm trừ nha, điểm không có điểm trừ anh chị, không có điểm trừ. Xe nước sơn rin thì còn khoảng trên 95%, không có lỗi lầm gì hết. Chất xe tuyệt đẹp anh chị. Cái này bên mình mua thì giờ chỉ đánh bóng, đánh bát xì ba lại nữa là xong à, mua rồi, xì ba rồi. Giờ chờ anh chị đến đón em nó về thôi. Chứ xe này không có gì để chơi, không có gì để tả ha. Xe chuẩn anh chị. Chất lượng xe này thì Tâm đánh giá cũng phải được gần 9 điểm nha anh chị nha. Có một cái cam hành trình và cam gie màn hình đầy đủ. 310 triệu đó anh chị. Xe 2021 đăng ký 22, bản đủ số sàn. Lăn bánh 24.000, xin nhắc lại nha. Đẹp, chuẩn, ưng ý. Đăng kiểm mới đó. Cái này là đăng kiểm lần đầu tiên người ta đi gia hạn hay là ta không có đăng kiểm anh chị, hết đăng kiểm, qua Tâm đăng kiểm là hết 4.8 triệu, 5 triệu. Thường là xe mua mới anh chị biết không, còn đăng kiểm thì để vậy bán, nhưng mà cái người đăng ký lần đầu, đăng kiểm lần đầu á, tốn tiền nhiều lắm. Ví dụ như giờ anh chị mua cái xe mới tinh 2023 đi, là đăng kiểm tới 2026, nhưng mà đại lý xe mới họ đăng kiểm mình có 1 năm à, thì cái thời hạn đó là nợ đường bộ 2 năm, là tương đương với khoảng 3 triệu mấy. Thì lần sau mình đăng kiểm thêm 2 năm nữa, với lại 2 năm nợ nữa là 4 năm, là 6-7 triệu. Cái năm mà 2023 mà tới 2026 mà đi đăng kiểm lại là một cái xe đăng kiểm tới 6-7 triệu anh chị. Còn xe này là hồi lúc trước là đăng kiểm 2 năm rưỡi, thì nợ là 1 năm rưỡi, rồi mình mua thêm nữa thì đóng 4 triệu mấy 5 triệu. Bởi vậy mua mấy cái xe lướt lướt này về hết đăng kiểm là cũng muốn bệnh luôn á.
tháng tâm đăng kiểm không biết bao nhiêu tiền mà nói này, giỏ theo xe nè anh chị. Đăng kiểm một tháng 20 chiếc thôi là cũng mấy chục triệu, gần cả trăm triệu anh chị. Tháng hơn 20 chiếc đăng kiểm chứ. Có tháng tâm đăng kiểm 30-40 chiếc. Đăng kiểm lại hết. Tại vì nếu mà mình đăng kiểm lại á, thứ nhất là khách hàng sẽ đỡ tốn tiền, thứ hai nữa là giấy tờ mà nó bị vướng ngân hàng hay nó vướng phạt nguội, cái gì á, là xử lý được hết và khi đăng kiểm lại á. Còn mà không đăng kiểm á, là mấy cái đó về sau này khách hàng bị á, nó rất là phức tạp. Bởi vậy cũng yên tâm anh chị, xe bên mình thì từ mặt pháp lý, giấy tờ pháp lý, rồi chất lượng, rồi về mặt giá cả luôn, mọi thứ là mình đã cân đo đong đếm hết rồi. Còn về mặt pháp lý với lại chất lượng á, là mình bao hết rồi. Pháp lý với chất lượng là mình bao hết, chỉ còn cái vấn đề giá cả thôi, với thương hiệu với lại cái kiểu dáng thôi, thì đó là cái sự quyết định của anh chị. Còn bên Tâm là những cái mà cái gì mà liên quan tới pháp lý tài sản á, là bên Tâm lo hết rồi. Xe thì anh chị coi nè, bản đủ thì nó có thêm cái đèn led ở đây nữa, nhìn nó rất là đẹp nha anh chị nha. Nó mới, nó modern, bản đủ form mới thì nó có cái đèn led ở ngay chỗ hai cái góc của cái mặt ca lăng, cam trước cam sau. Còn cái này á, thì đăng kiểm á, là tới tháng 9 2026, mới đăng kiểm hôm qua, hồi sáng nay mới đăng kiểm sáng nay. Máy móc thì trắng phao mới tinh, bình nước nhiệt nè. Cái này bên mình bán bao nha anh chị, khỏi lo về mặt chất lượng xe này đó. Anh chị mà đi vô hãng kiểm tra check test mà thấy xe này phát hiện ra lỗi lầm thì bên mình chịu trách nhiệm với anh chị, bao chuẩn ha, không có một cái điểm trừ nào hết nha. Xe ở 93 Bình Phước á, thì nó không có xuất sắc bằng xe Bình Dương, nguyên do là ở trên đó nó có đất đỏ anh chị, nên mấy cái vỏ nó chạy nó cũng bị, nó không có bóng, nó không có đẹp như cái vỏ ở Bình Dương. Rồi cái máy của nó, cái màu máy của nó cũng 9-10 với xe Bình Dương chứ không được xuất sắc như xe Bình Dương. Thì xe này ta mua cũng hơi tới 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 bán cho anh chị là 310 triệu, thay vì bán 315 để anh chị 310 bao rút hồ sơ. Anh chị thấy phù hợp thì nhấc máy alo nha. Xe form mới đó, kiểu dáng đẹp và option nó cũng đầy đủ với các xe bản đủ này rồi. Bản đủ thì nó có đèn led, nó có thắng ABS, nó có cửa gió hàng ghế sau, nó có một số tính năng mâm đúc thắng ABS, mâm đúc, đèn bi gầm, đèn led ban ngày, mâm phay sơn. Nhìn chất xe thì quá là hài lòng luôn anh chị. Và mình để cho anh chị là 310 bao rút hồ sơ nha. Nếu mà ai mà đi số sàn thì mua con xe này, xe mới 400 mấy anh chị, xe mới trên 400 nha. Thời điểm khách mua xe này cao lắm á, mua số 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 tự động là nhô 500 xíu, thì giữa số sàn với số tự động nó lệch nhau 30 á. Xe này lúc thời điểm khách mua chắc cũng phải 47 48 anh chị, giờ bên mình bán là 31. Anh chị thấy hợp lý thì alo, còn nếu không thì anh chị cứ kiểm tra xe mới, check hãng xe mới thử coi cái giá mà mình bán ra là nó có phù hợp không. Không phù hợp thì mua xe này, còn không phù hợp thì mua xe mới. Cái đó là cái quyền quyết định và lựa chọn của anh chị ha. Còn xe bên Tâm thì lúc nào cũng có cam kết bằng văn bản kèm theo hết, về chất lượng, về km, về đâm đụng, về ngập nước, về keo chỉ, khung gầm. Đó là bên mình có văn bản cam kết hết. Nếu mà anh chị cảm thấy xe này hợp lý, hợp tình, chất lượng cũng như là Tâm mô tả sao là y dạng, y chang hết nha. Nếu mà sai thì bên Tâm chịu hết cho anh chị nha. 310 triệu hỗ trợ rút hồ sơ cho con Honda, con Hyundai i10 2021 mẫu mới, phiên bản hatchback, chạy 24.000 cây bản đủ, 310 triệu anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị.